Sạp hàng nhỏ trong chợ Mỹ Quế này là nguồn thu nhập chính của gia đình chị Trà Thị Yến Điệp suốt nhiều năm nay. Ra dọn hàng từ sáng sớm, hôm nào bán đắt thì đến trưa chị Điệp được về nhà, hôm nào bán chậm, có khi phải ngồi đến tận chiều. Ngoài bán tại chợ, chị Điệp còn nhận những đơn hàng xa giao tận nơi cho khách. Bán hết hàng thì kiếm được hơn 200.000 mỗi ngày, nhưng cũng có những hôm vắng người mua, hải sản ướp đá để qua ngày sau thì bán lỗ vốn. Anh Lý Văn Tý, chồng chị Điệp, qua đời cách đây 2 năm vì bệnh nặng, bỏ lại vợ và hai đứa con thơ. Con trai út đang học lớp 7, con gái lớn tròn 16 tuổi đời. Thân phụ nữ nuôi con một mình là hành trình dài nhiều chông gai. Vừa làm mẹ an ủi dỗ về, vừa làm cha đảm đương gánh vác, vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc tinh thần cho các con. Bậc làm cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Chị Điệp như bao phụ huynh khác cũng kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho hai con từ hành trình tri thức. Nhưng chị cũng hiểu rằng hành trình ấy với mẹ con chị chẳng hề dễ dàng. Cuộc sống lúc mà hai vợ chồng cùng làm thì chắc là gia đình mình là thời điểm đó thì cũng sống thoải mái hơn bây giờ chị. Dạ. Nói chung có ổng thì nói chung kinh tế thì thu nhập hai người nó cũng đỡ. Với thời trước thì nó buôn bán nó cũng đắt hơn giờ. Từ lúc mà ảnh mất thì cuộc sống mấy mẹ con cũng khó khăn hơn. Mà hiện giờ coi như một mình chị là vừa lo kinh tế vừa lo mọi thứ hết. Con thì cũng lớn rồi, Ngọc thì cái sức học của em nó rất là giỏi và cũng có mong muốn là sẽ đi học tiếp. Thì với cái dự định đó thì chị có tính là cũng sẽ cho con mình tiếp tục đi học không? Thì nó cũng nói hoài, nó cũng ham học. Mà chị thì cũng nói sẽ hứa con thì không hoàn thành sợ con nó buồn. Em thì em không có nói được tới đâu, em nói thôi giờ thì mẹ ra, lo cho con gắng ra 12 đi, rồi nếu như con đậu gì thì tới đó là có gì mẹ nói với mấy cậu rồi này kia rồi phụ giúp thêm, chứ học đại học thì nó nhiều tiền quá, một năm đâu nghe nói 100 ngoài triệu thì sao lo nổi. Lý Yến Ngọc, con gái lớn của chị Điệp, đang theo học lớp 10A2 trường Trung học Phổ thông Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm. Cô học trò trầm lặng, vô cùng ít nói này ở học kỳ vừa qua là học sinh giỏi nhất lớp. Từ những ấn tượng về thành tích học tập, giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu và biết được hoàn cảnh khó khăn của Ngọc, thông qua nhà trường tìm phương án hỗ trợ để nối dài hành trình tri thức của em. Trong quá trình học của em thì cũng rất là cố gắng. Kết thúc học kỳ 1 thì em đạt được là đứng đầu trong lớp. Có vẻ là rất là tốt, cao nhất trong lớp. Và em cũng đang được chọn là đi học sinh thi giỏi tỉnh là môn hóa. Chị mới ở năm đầu tiên của bậc trung học phổ thông, Yến Ngọc đã kịp ghi tên mình vào đội tuyển dự nguồn của nhà trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa. Bản thân vốn yêu thích môn học này, được tham gia đội tuyển, Ngọc càng có cơ hội rèn luyện và phát huy khả năng của mình. Những nỗ lực của em được giáo viên ghi nhận và đánh giá cao. Nói chung thì trong cái đội tuyển học sinh giỏi đó, chứ ngày tôi chọn là hai khối của bốn em. Vậy có hai em của lớp 11 và hai em của lớp 10. Thì em Ngọc thì cũng là hai em nằm trong hai em của lớp 10. Thì lớp 10 chính là dạng học sinh dự nguồn để mà năm tới là mình có thi. Thành ra là khi mà đánh giá về quá trình rèn luyện của em Ngọc thì em Ngọc nó là rất cố gắng nhiều trong quá trình ôn luyện. Em là có tinh thần rất là cầu thị. Thường thường những bài khó đó thì trước tiên đó là tôi cho thì là em nó phải hỏi là anh chị của lớp 11. Sau đó anh chị lớp 11 mà không biết nữa thì hỏi thẳng thầy luôn để mà giải ra được. Nói chung thì em có tính cầu tiến rất là tốt. Cha mất khi Ngọc đang là học sinh trung học cơ sở. Cú sốc ấy khiến cô gái này ý thức được nỗi vất vả của mẹ và những khó khăn mà gia đình phải đối diện. Từng xin mẹ cho đi làm thêm, phụ mẹ kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ việc học hành. Chọn con đường vừa học vừa làm đầy gian nan, Ngọc đã chọn phấn đấu cho mục tiêu, cho ước mơ của chính mình.
Hiện giờ là Ngọc cũng mới bước vào năm đầu tiên của phổ thông, bậc trung học phổ thông thôi. Nhưng mà mình cũng vừa kịp ghi tên mình vào trong đội tuyển học sinh giỏi môn hóa của nhà trường. Thì mình cũng có một cái khoảng thời gian là mình ôn tập cũng khá dài rồi đúng không? Thì khi mà qua một cái quá trình ôn tập đối với bộ môn hóa thì em cảm thấy là cái suy nghĩ của mình về cái môn này như thế nào? Mình bắt đầu mình cảm thấy yêu quý, yêu thích nó nhiều hơn trước không? Và mình có đặt cho mình một cái mục tiêu gì đối với bộ môn này sắp tới không? Dạ có, em sẽ cố gắng học để thi có giải. Em học xong 12 thì em tính là như thế nào? Em tính học tiếp hay em sẽ làm gì? Em sẽ như thế nào? Dạ em học tiếp. Cái dự kiến của em là em đi học tiếp, cụ thể là em muốn học gì? Dạ em học bên công nghệ thông tin. Ngọc bắt đầu yêu thích bên công nghệ thông tin là từ khi nào và có cái điều gì nó lại khiến em yêu thích cái ngành học này vậy? Dạ, em yêu thích từ năm lớp 8. Vì sao mà Ngọc lại bắt đầu thích cái môn này? Dạ, tại vì em cũng thích, cũng hay tiếp xúc với mấy cái thiết bị điện tử đồ nên em cảm thấy có yêu thích. Bắt đầu là yêu thích từ lớp 8 và mình đã định hướng là mình sẽ đi học tiếp. Nếu như mà mình đã quyết định là mình sẽ tiếp tục cái việc học ở đại học nữa thì Ngọc cảm thấy là sẽ có những cái điều gì là trở ngại cho mình để mà mình thực hiện cái ước mơ đó không? Dạ cũng có, em sợ một mình mẹ không có lo đủ học phí. Tức là hiện giờ thì có một mình mẹ là lao động chính trong nhà thôi nên em sợ nhất là chuyện học phí đúng không? Nếu như mà mình lo ngại về chuyện học phí thì Ngọc có dự định mình sẽ làm gì để có thể là tiếp tục cái ước mơ đi học đó với những cái khó khăn về kinh tế đó? Ngọc có dự tính gì không em? Dạ em cũng dành dụm tiền với nghỉ hè thì em định đi làm thêm để tiếp mẹ. Cái suy nghĩ về chuyện đi làm thêm đó là nó nhen nhóm ở trong lòng em từ lúc nào rồi? Dạ lớp 9. Thời điểm đó em tính làm công việc gì? Dạ em cũng định kiếm mấy cái việc bưng bê phục vụ đồ. Thời điểm mà em dự định đi làm đó thì cái điều gì nó lại thôi thúc cho em muốn đi làm như vậy? Dạ tại lúc đó cha em mất cái em cũng muốn phụ cho mẹ. Cái thời điểm lớp 9 là cha mất cho nên là em muốn phụ cho mẹ. Nhưng mà ngay thời điểm đó khi em nghĩ tới việc mình đi làm phụ mẹ thì có bao giờ trong đầu em nhen nhóm cái suy nghĩ là mình bỏ hẳn việc học để đi làm không? Yeah. Và hy vọng là sắp tới thì mình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa cho những cái thành quả trong học tập của mình. Và quan trọng là rất là mong Ngọc sẽ không có từ bỏ ước mơ của mình, cố gắng hết sức cho nó ha. Quý vị và các bạn, hôm nay thì chương trình Tiếp bước đến trường trao học bổng cho em Lý Yến Ngọc là học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm. Chúng tôi xin mời đại diện nhà trường sẽ trao suất học bổng này. Dạ em mời thầy ạ. Dạ. Trước tiên xin đại diện nhà trường cảm ơn đài truyền hình Sóc Trăng, hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng cũng các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ suất học bổng cho em Yến Ngọc. Và cũng tại vì nhà trường cũng mong em với Ngọc cố gắng sử dụng cái suất học bổng để phục vụ cho việc học tốt. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các thầy cô. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng xin khép lại tại đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng và trường Trung học phổ thông Lê Văn Tám đã cùng với chương trình tiếp sức cho em Lý Yến Ngọc để em có thể vững tin trên con đường học vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn hoặc là trên YouTube và Facebook Truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường,
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.